Một ngày của Xuân Nhi Chan. Vào lúc 5 giờ sáng khi mình đang ngon giấc thì nghe tiếng chuông tử thần là phải bực dậy liền. Sau đó mình sẽ đi thay bộ đồ để đi tập thể dục. Dù không có ai thấy thì cũng phải quyến rũ nha mọi người. Đánh răng rửa mặt đàng hoàng rồi mới được ra đường nha. Ok xong xuôi, chạy đi chứ còn đi bộ cái gì nữa. Cửa ra ở phía bên trái cơ mà. Xin lỗi nha mọi người, mới sáng ra nó chưa được tỉnh táo á. Buổi sáng mình đâu có chạy nhiều đâu mọi người. Có 5 vòng quanh khu town à. Lạch bạch y như con vịt chạy mệt nhưng mà cũng phải cười lên nha. Sau khi chạy thì mình sẽ dắt con Hoa Nhài đi dạo. Mà mọi người nhìn coi mình dắt nó hay nó dắt mình vậy mọi người. Không hiểu luôn á. Lúc này là tầm 6 giờ mình trở về nhà tắm rửa ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Cái nết tắm không dũng ai hết trơn. Tôi thở bằng mắt nha mọi người. Xong rồi vào phòng thay đồng phục của trường. Rồi make up một chút cho nó xinh xẻo nha. Chuẩn bị coi tôi biến hình nè. Chị nhì sắc. Trời má nó đẹp. Hơi lố rồi nha, hơi lố rồi. Tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Buổi sáng thì tôi nấu đơn giản thôi. Chuyên nghiệp liền. Bữa trước đứa nào kêu tôi không biết cắm cơm đâu chui ra đây. Tôi ăn ít lắm á mọi người. Một đĩa cà ri nè, một dĩa ốp la, một cái đùi gà, một miếng pizza, một tôm chiên xù, một bánh hot dog, ăn tráng miệng bằng bánh ngọt và uống một ly cappuccino. Ok, no sương sương rồi nha. Rửa cái bát rồi đi học. Vì nhà khá xa thế nên là tôi phải đi lấy cái ván trượt. Ok, đi học thôi. Nhớ tắt điện trước khi đi nha mọi người. Rồi tôi phải ra tàu điện ngầm nè. Nhà tôi cách xa trường lắm luôn á. Trượt ván đi học thôi mà cái tướng nó cũng ngựa ngựa nữa. Hết chịu nổi. Sau khi di chuyển bằng tàu điện ngầm thì mình sẽ đi bus tới trường. Vừa ngồi chờ vừa coi quảng cáo. Cái game gì giống Play Together dữ vậy. Ui, xe tới rồi. Let's go. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của tôi nha mọi người. Ngồi ở đây vừa được ngắm quang cảnh vừa mát nữa. Chỗ ngồi 5 sao nha. Ok, tới trường rồi. Chào tạm biệt bác tài nha. Nhanh cái chân lên cả trễ học bây giờ. À, cái bạn rụt rè hay trốn học này mọi người. Vì video khá dài nên tôi sẽ đăng phần 2 sau nha. Một ngày của Xuân Nhi Chan. Ai chưa xem phần 1 thì vào tường của tôi xem liền nha. Phần 2 bắt đầu từ lúc vào trường học. Vì đi học trễ đến lúc vào hành lang không có một bóng người luôn. Trời báo mọi người tới đông đủ hết rồi. Lẹ lẹ đi tìm chỗ ngồi thôi. À đây rồi, còn duy nhất một chiếc ghế dành cho tôi. Má ơi, tôi ghét cái môn này nhất đời luôn á. Trước chưa bao giờ được A cộng môn này hết. Tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Ba mẹ cộng lân ra nuôi ăn học. Được xe cộng, học hành gian nan quá thế nên là tôi phải đi mua chai nước uống. Uống nước lọc cho da đẹp. Mà thật ra là tôi không có tiền. Hồi sáng ăn hỗn tạp quá giờ tự nhiên đau bụng. Giải quyết lẹ lẹ rồi cũng đi học tiếp. Cái gì vậy trời, nhà vệ sinh nữ mà. Quýnh quá rồi quá cố. Đoạn này cấp bách quá rồi không có gõ cửa luôn. 1, 2, 3, yo. 2, 3, yo. 2, 3, 4. Trời ơi, nhẹ nhàng thanh thoát tựa long hồng. Mà trường nó kỳ thị người lùn hay gì á. Cái gì cũng có hết trơn á. Nãy giờ chưa trong phòng vệ sinh hơi lâu rồi á. Tiếp tục vào sánh ra với các cường quốc Nam Châu. Hên ghê, vẫn chưa vào học mà lùn rồi sao tự nhiên ngồi bằng cuối vậy trời. Cái môn thứ hai không đội trời chung với tôi nè. Sáng thứ hai đầu tuần mà gặp toàn môn gì không á. Ủa là mẹ hú hồn. Ok, kết thúc buổi sáng học ở trường rồi nha. Giờ tôi theo chân rụt rè trốn học đây. Mà thật ra không phải trốn học, tôi đi kiếm tiền trả tiền thuê nhà. Và mỗi thứ hai hàng tuần là tôi sẽ làm thêm ở Pia nha. Đây là quản lý của tôi nè mọi người. Hồi trước có nhiều bạn làm video crush bạn này lắm luôn. Tôi sẽ đi giao hàng bằng xe của công ty nha. Mà công nhận xe chạy siêu nhanh luôn á mọi người. Bằng lúc tôi chạy bộ luôn á. Và mấy cái địa chỉ giao bánh ở đâu gần nhau đâu. Chắc ở gần nhau sợ lây covid á. Trời ngựa dữ vậy trời. Chắc bữa đi thi bằng lái xe cái ngủ quên nè. Ok, khúc này tôi giao được tầm 999 đơn rồi á. Đơn cuối cùng đây. Ok, được 50.000. Sau khi tan làm thì tôi sẽ trở về căn nhà thuê tháng 10 triệu của tôi nha. Trời má, tính ra đang mặc váy luôn á. Tính ngựa số 2 không ai số 1. Trở về nhà và làm gì vào buổi tối thì mọi người đón chờ ở phần 3 nha.